Đó, chơi chơi cho nó vui, ghét cái thằng Diễn Bịp thì nên nói mấy hôm, nhưng còn bình thường nó livestream đâu. đợt này Diễn Bịp đợt này Giang Hồ Mõm dậy sóng mà toàn gắn mác HB vào thấy chán đời lắm, các con nghe rời Diễn không chấp. Bịp nói ngơ dại quá, nó bảo mình vô học thì Người ta toàn có học đầy mình ra đây bảo vô học chết dở không, mấy cái thằng không đấy phải là có khi nào mình vô học ở trường đời đó. À, trường học thì mình nghĩ học thật, mình học hết lớp 10, nhưng mà trường đời thì mình thua ai đâu. lớp 10 là ok quá chứ còn gì nữa không? Không phải con người nó ăn nhau cái sự lăn lộn từng trải ngoài xã hội này, chứ còn đại học hay là tiến sĩ hay giáo sư, mẹ ra ngoài đời ngu như con bò thì làm gì, không quan trọng. Bây giờ người ta không đánh giá của trường học nữa chưa, trường học nhiều khi toàn nhồi sọ những cái linh tinh đéo chuẩn, Đúng phải rồi, là lăn lộn trường đời này nó mới là thành tích em phải nha. nhìn bây giờ em phải nhìn vào thực tế là thằng Tiến đang có học hai bằng đúng không, mà hiện giờ đang lang thang bất vượng sang bên Campuchia và tha hương cầu thực mà đấy, mà có học thì chỉ mang cái trình độ học vấn của nó lên trên mạng để lừa đảo người khác, lừa tiền người này, lừa tiền anh em, lừa thầy phản bạn, thì đấy là thằng có học đúng không em, phải không? Có học thì làm gì có kiểu lừa thầy phản bạn như thế. Đấy là chỉ dành cho những thành phần vô học thôi chứ không phải là có Anh học. lên chuyện với chuyện bịp như thế nào, xem con chó chuyện bịp nào. Mẹ sư Đấy thì thật sự là nó có cái tác phẩm gì đâu mà mình phải phải lên lên chuyên án nó làm gì. Em bây giờ lên em thích chuyên án bắt cho vào chuyên án ngay đấy. Hôm qua anh tưởng là thằng 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 chuyên bịp đó, thằng anh ruột thằng tiến bịp cơ đấy, các anh em gần nhà đúng không em, không phải là anh ruột đúng không? là nó phải là bố của Tiến Bịp, hai là phải là anh ruột thằng Tiến Bịp thì mình mới chấp. Đúng rồi, còn mấy thằng le ve em ở Anh cánh ra đất một nhau cái kia. video thôi, bảo là Khánh Đức Cai xuống Hải Phòng bị đánh, nó có bật cái ghi bật cái clip em nói lên. Em dạ vờ em anh bị nhánh nhập viện, em bôi bôi cái thuốc tím lên đầu, xong em vào bệnh viện em băng, xong dạ vờ bị bọn Hải Phòng nó đánh. Mẹ nó tưởng tượng thật, xong nó lại còn sâu clip sâu cái video, cái giọng nói là bị đánh con chó. Thì nó bảo rằng nó thiếu hiểu biết là thế, mà em mới chơi trên mạng thì nó biết cái gì đâu, nên là cái gì nó cũng là Nó tin, cái gì nó cũng anh phải ơi hiểu. nó thừa biết đấy là em diễn, nhưng mà nó cứ cố tình nó đăng đoạn clip nói lên để nó câu like. Thằng ấy thừa biết câu này, Đúng rồi. còn là nếu thằng cu cu truyền viên xem được đấy, tao không ngại xuống phòng, như tao chỉ cần nó bảo Khánh nhà gai xuống nhà nó gặp các bố xuống ngay tận cổng. Đúng rồi, xuống tận cổng luôn. Ngày xưa chị Phương chỉ đã xuống một lần với thằng Tùng Dương rồi, dám ra gặp đéo đâu. Ui, em đang trông con chị ạ. Khánh cản Tiến từ lâu rồi thôi, nhưng mà Tiến như thế nó mất chất quá.